chờ tí, tao gọi anh tao. Coi thường bổn thiếu gia là gặp hạn lớn đó. Vũ khí công cụ để xem các người bản lĩnh ra sao. Đứng cũng dám chọi với đá không biết lượng sức. Tử điện xuyên vân. Mày tưởng chỉ mày của anh à? Dám vô lễ với lão này ư? Các người lên luôn đi, đừng phí thời gian của lão.